rất rất là nhiều người nhận xét là ngoại giao xã hội thì đặt điểm rất cao. Về kinh tế thì hiện tại thì mình đang sở hữu một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất về xuất khẩu, và hiện tại mình cũng đang sở hữu một chiếc tàu biển hiện đang khai thác ở vùng biển Kiên Giang, Hà Tiên. Mình chỉ sống ở Bình Dương khoảng 3 ngày trên một tuần, 4 ngày một tuần, còn lại thì mình sẽ tự đánh xe, lái xe về Kiên Giang. Mình cũng đang có một cái trang trại 5.000 m2 đang lỡ vợ ở Đồng Tháp. Quá trời quá đất tài sản rồi, quá dữ luôn, tất cả mọi điều tốt hết rồi. Quá trời tốt. Còn nữa không? Đang có 2 căn nhà và hiện tại thì mình đang sở hữu khoảng chừng 7.000 m2 đất. Trời đất ơi. Và sau đó thì dự tính cái mục tiêu và kế hoạch của mình trong 2022 thì mình sẽ mở thêm 2 cái showroom sofa nằm ở Vĩnh Long một cái và sẽ đẹp một cái. Wow. Trời ơi, anh ơi, mai mốt khai trương có mời Ngọc Lan với Quyền Linh đi dự khai trương không? Sẵn sàng. Tất cả bây giờ á là nhà trai tôi đều tốt hết. Em chào anh. Để nhà trai tôi hết cái đã. Mình rất ngưỡng mộ Ngọc Lan qua những cái chương trình phim truyền hình. Dạ cảm ơn anh. Rồi bên còn gì nữa nè? Cái mục tiêu của năm 2022 là mục tiêu này là mục tiêu tâm huyết và đặc biệt và cũng là cái sở thích của mình. Là mình sẽ mở một cái du lịch. Nói chung chuyện gì cũng tốt hết. Lúc nãy anh cũng nói là anh cũng đã có một bé rồi. Nhưng mà em không biết là nếu như mà lập gia đình mới thì anh có muốn có thêm bé nữa hay không, hay như thế nào ạ? Đặc biệt là vấn đề này thì anh không thích là có thêm bé nữa, tại vì thứ nhất tuổi anh đã lớn, là anh cũng chuẩn bị qua tuổi tới tuổi nghỉ ngơi. Nếu mà anh mà bây giờ trong lúc này thì anh có bé đi nữa thì anh sẽ mất thêm 10 mấy năm nữa là không có cái sự được nghỉ ngơi, và những cái dự án kế hoạch của anh còn đang dang dở. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào Ngọc Lan, xin chào khán giả trong trường quay có mặt ngày hôm nay. Mình là Quỳnh Phước, năm nay 49 tuổi, mình đến từ Thủ Dầu Một, Bình Dương. Hiện tại công việc của mình là kinh doanh. Kinh doanh về gì Phước? Vấn đề đó tí xíu em nói sau được hả? Được rồi, mời nhà gái. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh trai bên kia hàng rào, và em xin chào toàn bộ khán giả trường quay. Em xin giới thiệu, em là Nguyễn Thị Bình. Năm nay em 40 tuổi, quê thì ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Nhưng hiện nay em đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Em đang làm chuyên viên pháp chế cho một công ty bất động sản ở quận 1. Bây giờ mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Phước. Riêng về ưu điểm của mình á, mọi người đánh giá là mình hoàn toàn mọi mặt đều là ưu điểm. Về việc ở gia đình, hầu như mọi thứ tất cả, việc trong nhà mình đều làm được. Kể cả điện nước, không cần phải thuê mướn kỹ thuật. Về cơm nước bếp núc mình cũng rất tốt. Còn về lĩnh vực xã hội, rất rất là nhiều người nhận xét là ngoại giao xã hội thì đặt điểm rất cao. Về kinh tế thì hiện tại thì mình đang sở hữu một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất về xuất khẩu, và hiện tại mình cũng đang sở hữu một chiếc tàu biển hiện đang khai thác ở vùng biển Kiên Giang, Hà Tiên. Mình chỉ sống ở Bình Dương khoảng 3 ngày trên một tuần, 4 ngày một tuần, còn lại thì mình sẽ tự đánh xe, lái xe về Kiên Giang. Mình cũng đang có một cái trang trại 5.000 m2 đang lỡ vợ ở Đồng Tháp. Quá trời quá đất tài sản rồi, quá dữ luôn, tất cả mọi điều tốt hết rồi. Quá trời tốt. Còn nữa không? Đang có 2 căn nhà và hiện tại thì mình đang sở hữu khoảng chừng 7.000 m2 đất. Trời đất ơi. Và sau đó thì dự tính cái mục tiêu và kế hoạch của mình trong 2022 thì mình sẽ mở thêm 2 cái showroom sofa nằm ở Vĩnh Long một cái và sẽ đẹp một cái. Wow. Trời ơi, anh ơi, mai mốt khai trương có mời Ngọc Lan với Quyền Linh đi dự khai trương không? Sẵn sàng. Tất cả bây giờ á là nhà trai tôi đều tốt hết. Em chào anh. Để chào nhà trai tôi quen hết cái đã. Mình rất ngưỡng mộ Ngọc Lan qua những cái chương trình phim truyền hình. Dạ cảm ơn anh. Rồi mình còn gì nữa nè? Cái mục tiêu của năm 2022 là mục tiêu này là mục tiêu tâm huyết và đặc biệt và cũng là cái sở thích của mình. Là mình sẽ mở một cái du lịch. Nói chung chuyện gì cũng tốt hết, nhưng con đường tình duyên chắc chưa được tốt đúng không? Thì chắc giờ là một cái tìm mình cũng đang định nói đây là cái khuyết điểm của mình là cái tình duyên không tốt. Cái khuyết điểm cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong lúc này thì mình không ca hát gì được. Đang khỏi ca, có tàu là khỏi ca. Đúng rồi. Bây giờ tôi qua nhà gái. Hiện tại thì mình cũng đang sở hữu một chiếc du thuyền mini. Dạ em chào anh Nguyễn Linh. Chào em gái. Em gái có ưu điểm khuyết điểm gì em gái? Ưu điểm của em thì cũng chỉ có mấy cái nhỏ nhỏ thôi à. Em là người chăm chỉ, thích chăm lo cho gia đình và có tính tự lập. Tốt. Dạ. Còn khuyết điểm thì em thấy chắc cũng hơi nhiều chút xíu. Khuyết điểm đầu tiên thì em hơi nóng tính. Cái thứ hai nữa là em hát dở lắm. Em vừa mù nhạc mà giọng em vừa dở. Bữa kia hát được, nay đau họng hát không được. Dạ, dạ. Có kể bữa nào mình về hát chung cũng được. Nay đã có nước giặt giả tròn 2 trong 1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Thứ ba nữa là cái khuôn mặt của em á, do cái cấu trúc khuôn mặt cho nên là nếu mà ví dụ bình thường mà em không cười một cái là ai cũng kêu trời sao mặt nó nhỏ gì mà nó khó dữ vậy, không muốn lại gần. Quay 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 nín cười. Đừng cười thứ ơi,
cũng đâu có mất như vậy, ai nói kỳ vậy? Bạn em ai cũng nói hết á. Ai cũng nói hả? Dạ. Bữa nay chương trình không có nói gương mặt và cũng có nét. Đúng rồi. Không có đến mức gì như thế. Đừng có tự ti quá, mình phải lạc quan lên giống như anh giáo đốc bên kia. Bữa nay mình cố gắng hỗ trợ cho nhau. Hỏi anh sao anh đến vậy? Lo đếm tiền nhiều quá, lo công việc em nhiều quá. Em hỏi thiệt anh thôi. Chứ cái gì anh cũng có. Điều anh là người một người là gọi là quá toàn diện rồi. Kinh doanh giỏi, tính tình tốt, giao tiếp xã hội là quá tốt luôn. Mà tại sao anh lại có mặt ở chương trình này? Thì mình cũng đã từng gãi đổ hôn nhân. Dạ. Là do mình mãi mê kiếm tiền. Thì đến hôm nay thì mình vẫn còn mãi mê kiếm tiền, nhưng mà mình đã có một cái kế hoạch là mình sẽ dùng người để kiếm tiền thay cho mình. Anh cái Phước, vấn đề thì lúc này thì mình sẽ tập trung vào cái kiếm vợ trước, đúng không? Gia đình có tiền mà không có vợ cũng như không á, là cũng mệt mỏi lắm, không ai giữ tiền đó. Bây giờ anh có gia đình rồi, có con chưa, và tại sao chia tay, và chia tay lâu chưa? Mình đã có một bé gái, năm nay bé gái được 6 tuổi, nhưng mà hiện tại thì bé đã mình gửi bé bên sống bên ngoài với mẹ. Tại vì công việc của mình không có thời gian để chăm bé được. Mình chia tay vợ lâu chưa? Mình chia tay với cô ấy thì năm 2017. Lý do hồi nãy mình cũng nói đó, mình mãi mê lo công việc kiếm tiền, nói chung là mình đi thường xuyên. Tội nghiệp người phụ nữ, thấy chưa? Anh thấy không, anh quá nhiều cái cơ hội có tiền, nhưng người phụ nữ đó họ cần cái sự quan tâm chăm sóc không có, nên họ ra đi. Chính vì thế nên nếu muốn vợ, muốn tìm một người yêu nữa, ngay bây giờ thì phải quan tâm chăm sóc người phụ nữ, chứ không có phải vì tiền mình cứ chạy theo tiền, mình quên cái sự chăm sóc đó. Nói chung á thì mình cũng quan tâm chăm sóc lắm, nhưng mà đi đâu á thì em cũng cho cô ấy đi cùng, nhưng mà cô ấy là có cái hay say xe, say tàu. Những cái đam mê của em thì cô ấy say, phải là không thích, không đi được. Có say xe, xe tàu gì không? Xe thì không có say. Xe tàu không? Tàu thì tùy bữa. Tùy bữa rồi, ổn định. Rồi sao nữa? Sau đó thì em với cô ấy là cũng hai người ngồi lại nói chuyện với nhau. Vấn đề là đi tiếp để cái quãng đời còn lại rất dài. Nhưng mà có những cái điểm là mình không hợp. Không lẽ say xe không tàu được không? Say xe tàu với chị tay. Cô ấy là ví dụ không đi được, nhưng mà cô ấy giám sát rất là chặt chẽ. Ghen đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nói thẳng ra quay ghen đi. Hay là kiểm tra những cái riêng tư, chẳng hạn như là máy móc, điện thoại. Thì những có những điểm đó thì em không thích. Rồi, người phụ nữ là điểm đó mấu chốt, tức là cô ấy quá ghen. Rồi anh kiểm soát anh quá, anh khó chịu. Vậy thì bây giờ anh nói luôn là bây giờ anh muốn tìm một người vợ sắp tới thì sẽ như thế nào nè, để phù hợp với anh nè. Đúng rồi, chắc chắn là không có ghen rồi đó. Mình không cần tìm cái người phụ nữ là phải có tiêu chuẩn như thế nào. Biết chăm sóc cho gia đình và thông cảm và hiểu với nhau. Không ghen cũng như được. Vấn đề thì mới nói ghen thì phụ nữ nào cũng ghen, nhưng mà không kiểm soát phải có quá. Lý do hoặc là phải có cái bằng chứng, cái cụ thể, cái chứng minh để mình ghen. Rồi. Chứ kiểu như ghen bóng ghen gió mà nói khơi khơi thì mình không thích. Bây giờ hỏi cô kia bây giờ coi những cái ý anh về có chịu được hay không. Em thấy thì do cái tính chất công việc thì anh phải đi nhiều thì là cũng bình thường thôi. Đúng là kinh doanh thì cũng phải tiếp xúc nhiều, chưa kể nữa là đi tiếp khách nữa. Đi tiếp khách rồi là vì bộ mặt thì cũng phải tuyển mấy cô thư ký trẻ trẻ đẹp đẹp nữa chứ không. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho nên là thực ra thì ghen thì chắc chắn phụ nữ ai cũng ghen, nhưng mà em thì phải có bằng chứng. Em thì ghen nhanh lắm. Bằng có bằng chứng cái thôi chúng ta cắt luôn đi, chứ còn không cần phải rùm beng lên gì hết, cho nên khỏi đánh ghen đến cái gì luôn. Chứ bên còn đây em có gia đình rồi đó, con gái rồi đó. Rồi bên em tình hình đường duyên nó có sao không em? Dạ em thì độc thân từ trước đến giờ, nói chung em bé bền vững. Không phải ế đâu mà là đang tìm người tử tế để dạ, yêu. Đúng rồi chị, nhưng mà cái điều á, tại vì khi mình nói vậy xong người ta nói thôi nói thẳng ế bền vững chứ. Bên đây đầy đủ điều kiện, chỉ thiếu người vợ đỡ kiểm soát, đỡ ghen thôi, hiểu nhau thôi. Bên đó thấy được không? Dạ được anh. Được ha. Coi như là nãy giờ nói qua nói lại hai bên cũng hiểu nhau hết rồi ha. Mình hỏi ý kiến người thân coi người ta có hiểu không? Mình đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với hai người bạn. Dạ em là Tuyền, là bạn của bạn Bình. Qua những cái trò chuyện cùng với anh Phước thì em thấy là anh Phước cũng có rất là nhiều điều kiện mà những người phụ nữ cũng sẽ rất là ao ước và thích. Tuy nhiên á thì em nghĩ rằng là anh thiếu một cái sự quan tâm và chia sẻ thời gian nhiều với người phụ nữ, với gia đình của mình. Nên là em nghĩ nếu hai anh chị là cũng khá là phù hợp với nhau. Cũng mong là hai anh chị cho nhau cơ hội để mình được làm quen và tiến tới. Dạ, rồi. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn. Gái của bạn nãy ạ. Rồi, bây giờ tôi hỏi nhà gái chút xíu. Nhà gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào?
Dạ em thì cũng chỉ mong là cái bạn trai của em là một người chung thủy, có công việc ổn định để cùng em chăm lo gia đình thôi. Vì em cũng là người tự lập về tài chính, từ lúc ra trường đến giờ, nên em cũng không cần thiết là bạn trai phải giàu có gì. Nhưng em mong thì đó là một người biết chia sẻ, quan tâm cho gia đình, không những là cho gia đình nhỏ mà cho cả gia đình lớn của hai bên nữa. Còn em thì em không thích cái người đó, bạn trai gia trưởng, vì tính em là người nóng và em cũng có những cái sự quyết đoán. Rồi, yeah. Bạn trai có gia trưởng không? Riêng về mọi người nhận xét thì mình rất là thoải mái và rất là dễ tính. Nhưng mà tính của mình thì rất là kỹ tính. Kỹ tính thí dụ đi, giờ nói luôn cho nhà gái. Chẳng hạn như là em là một người rất chi là sạch sẽ. Ở nhà cũng vậy, không có một đôi dép nào hết. Toàn bộ em chỉ đi mang giày. Tại vì em sợ mang đôi dép thì người khác sọc chân vào. Nếu mà dép của em mang thì người khác sọc chân vào thì em sẽ bỏ đôi dép. Thành ra chưa bao giờ có một đôi dép. Nói như vậy để tất cả mọi người hiểu được cái tính cách của nhau nha. Rồi bây giờ Phước đi với ai vậy? Mình đến đây một mình. Một mình đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ mở rào thôi. Đúng rồi. Hai người nãy giờ cũng đã hiểu về tính cách của nhau nhiều rồi. Mở rào để trò chuyện, để hiểu nhau nhiều hơn và đưa ra quyết định cho nó chính xác. Mở rào. Bây giờ thì Phước và bạn gái có thể trò chuyện thoải mái nha. Rồi để mình tìm với nhau, bắt đầu. Anh chào em. Em chào anh. Nhân dịp hôm nay anh đến đây thì sẵn dịp đây thì anh có một bó hoa để tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Và sau đó thì anh xin gửi Ngọc Lan. Dạ em cảm ơn bó anh hoa. Chúc Ngọc Lan cũng mau có gia đình mới nhé. Dạ. Chúc cái đó Ngọc Lan khoái lắm á. Cảm ơn anh rất nhiều, một sự rất là tinh tế của người đàn ông nè. Em cũng có một món quà để gửi đến anh. Món quà này thì nó cũng chỉ hơi có một cái chút tâm tư nhỏ nhỏ của em, là em mong là anh có thể đặt nó ở trên bàn và khi nhìn nó thì có thể nhớ tới anh đã từng gặp một cô gái. Ok, anh rất cảm ơn em. Món quà rất có ý nghĩa và rất đẹp. Thôi hai người cứ ngồi trò chuyện với nhau đi. Em có điều gì muốn hỏi anh hoặc khai thác anh thì em cứ tự nhiên. Dạ, anh cho em hỏi một chút xíu. Vì lúc nãy thì ở cái phần anh có nói anh kỹ tính á, dép anh không có muốn mà mang cùng với người khác. Thì ngoài cái kỹ tính mà không muốn mang dép đó thì những cái thứ khác trong nhà thì anh cũng không muốn dùng chung với người khác hay như thế nào à? Nói chung là đúng vậy. Hầu như là anh đi ra ngoài, ăn uống ngoài cũng vậy, anh đều mang nước cá nhân của anh theo. Anh sẽ không dùng ly bất cứ của ai. Ví dụ như tiệc tùng cũng vậy, nếu mà ai mời anh uống cùng một ly tuyệt đối là anh không uống, người đó giận anh chịu. Dạ. Anh em hỏi cái, bây giờ dép anh không mang chung thì mền anh có đắp chung được không? Không, cái đó là bình thường. Đã nằm trên giường cùng nhau thì không còn ngại gì, vấn đề gì là riêng tư. Ok, hết hồn luôn á. Anh cũng nói là công việc của anh là khá là bận. Thì anh có nghĩ là trong những cái thời công việc bận rộn như vậy thì anh có thể sắp xếp được thời gian để cho gia đình hay không? Đặc biệt ở anh thì cái tiêu chí của anh á, quen tìm hiểu một người phụ nữ á, anh sẽ không bao giờ để mất thời gian cho hai phía. Ví dụ chẳng hạn như trong 3 tháng đến 6 tháng, nếu mà mình cảm thấy không hợp thì mình sẽ dừng lại, đỡ mất thời gian cho hai bên. Trong cái khoảng thời gian anh bận việc thì anh có thể sắp xếp đưa giao cho nhân viên làm việc những việc đó, trừ khi những việc nào nhân viên không giải quyết được thì mới đích thân anh giải quyết. Anh là người tự do, thành ra bất cứ lúc nào và ở đâu anh cũng có thể giải quyết và đến đó được, nếu mà có việc cần ở đó. Lúc nãy anh cũng nói là anh cũng đã có một bé rồi, nhưng mà em không biết là nếu như mà lập gia đình mới thì anh có muốn có thêm bé nữa hay không, hay như thế nào ạ? Đặc biệt là vấn đề này thì anh không thích là có thêm bé nữa, tại vì thứ nhất tuổi anh đã lớn, là anh cũng chuẩn bị qua tuổi tới tuổi nghỉ ngơi. Nếu mà anh mà bây giờ trong lúc này thì anh có bé Bi nữa thì anh sẽ mất thêm mười mấy năm nữa là không có cái sự được nghỉ ngơi, và những cái dự án kế hoạch của anh còn đang dang dở. Rất là may mắn khi mà bạn nữ hỏi cái câu này, bởi vì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thật ra anh, cái quan điểm của anh đó là không có sai. Đúng là khi mà chúng ta sanh một đứa trẻ ra, chúng ta phải có trách nhiệm với nó ít nhất là tới 18 tuổi. Thì tới lúc đó là anh 60 tuổi rồi. 68 à? 68. Đó. Thì cho nên là cái quan điểm của anh nó rất là đúng. Nhưng mà nó sẽ có phù hợp với lại cái người nữ hay không thì đó lại là cái vấn đề khác. Không biết là về cái vấn đề này thì bạn có cùng quan điểm với anh không? Lan nghĩ là chắc... Thực ra thì em vẫn muốn có ít nhất một bé. Đúng rồi. Chính xác. Mặc dù... Tại vì...
Em cũng biết là ví dụ như tuổi của em thì có một bé thì nó cũng đã là rất là khó khăn, rất là khó rồi vì cũng đã 40, nếu mà nuôi mà để cho bé trưởng thành đi nữa thì nó cũng đã 60 rồi. Nó rất là mệt mỏi, nhưng mà em nghĩ là có một đứa con thì nó sẽ là một chất xúc tác rất tốt. Đúng. Cho giữa hai vợ chồng. Thật ra nãy chia sẻ anh cũng hiểu anh muốn như vậy, nhưng mà theo lên thế này nè, nếu như hai người có cùng duyên nào với nhau đó thì thật ra thêm đứa con nó không sao cả, vì anh đủ điều kiện để có thể chăm sóc đứa bé và cái người bên cạnh anh đủ sức để chăm sóc đứa bé, nên mở ra chút xíu đi. Theo Linh là như vậy, đó là cái quan điểm và cái sở thích của mình. Còn lại á là cái người phụ nữ ở bên cạnh em á là có bản lĩnh hay không, nếu mà đủ bản lĩnh thì có thể là đôi ba đứa cũng vẫn không sao. Ý của anh nói là tình yêu của hai người á nó đủ lớn và đây là cái người phụ nữ mà anh cảm thấy là ồ, mình tìm đúng người rồi, vợ mình muốn cái gì mình cũng ok, mình cũng đồng ý và rất là vui vẻ. Rồi ok, mình đã phân tích đến tận cùng của câu chuyện này, cái quyền quyết định của hai người thôi. Rồi anh chị đủ lớn để chúng ta đưa ra quyết định này nào, để tay nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta quyết định bằng chính con tim của mình nha. Thấy được thì bấm, không được không cần bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Nếu như mỗi người chịu hy sinh cái cá tính mình một chút thì câu chuyện nó cũng sẽ đẹp. Mỗi người chúng ta tìm cho mình một nửa mảnh ghép, phải thật hợp quý vị nhá. Phải hợp mới ăn đời ở kiếp với nhau được. Phải có duyên, có phận với nhau thì mới cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời còn lại. Chúc cho anh chị sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Chúc chúng ta sẽ thành công, bình an và thật nhiều may mắn trong năm 2022. Dạ, xin cảm ơn anh. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Rồi, mời em. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Em là Nhung, hiện 24 tuổi, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Dạ, em làm editor ạ. Cụ thể là làm gì em? Dạ, viết bài cho trang web ạ. À, mời bạn Nam. Lần đầu tiên cho em xin được gửi lời chào tới các cô, các bác, các anh, các chị và các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Ngọc Hai, 26 tuổi. Em đến từ Thanh Hóa và hiện tại em đang làm việc và công tác tại Bình Dương. Nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Mình có thể chia sẻ thẳng thắn với nhau về cái đường tình duyên của mình ha. Dạ, dạ. Bạn nữ sao bạn? Em thì trước giờ cũng quen khá nhiều rồi, nhưng mà chính thức thì chỉ có một mối tình đó chị. Thế lý do tại sao chia tay? Em và anh quen nhau thì anh đưa em về ra mắt, nhưng mà vì không hợp tuổi cái bố mẹ đi coi á. Là bố mẹ em coi hay bố mẹ ảnh? Bố mẹ ảnh coi ạ. Vậy bản thân gia đình của em thì có quan trọng cái chuyện coi hợp tuổi đâu không? Dạ không chị. Bạn trai gia đình có coi tuổi gì không? Dạ cũng có một xíu chị ơi. Những tuổi không hợp với em thì một vài tuổi như là thí dụ từ 91, 92 và 94. 91, 92, 94 bên kia bao nhiêu? Dạ em 93 anh ơi. Trời ơi, 91, 92, nó nằm ở giữa á. 94 nó không hợp mà hên, sao có lật lọt 93, 95 đỡ ghê. May quá, đọc 92, 93, 94 là xong luôn rồi. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì không bạn trai? Điểm mạnh của em thì em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng và thích tham gia các phong trào như ca nhạc, thể thao. Còn về nhược điểm thì trông rất là tình cảm nên là nhiều lúc nó hơi đánh áp vào công việc một chút. Rồi, thôi bây giờ mình hát một bài đi, cho nó xồm lên đi ha em ha. Bạn trai là điểm mạnh là ca hát. Sau tất cả mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài. Tình yêu cứ thế đông đầy trong anh từng ngày. Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Hay quá.
Bạn gái cảm nhận giọng hát của bạn trai như thế nào? Bạn nam hát rất ấm chị. Rất là ấm. Ấm áp. Rung, xử lý rất là hay, rất là ngọt ngào. Hát như ca sĩ chuyên nghiệp đấy. Hay quá. Tò mò không em? Dạ có chị. Tò mò ha. Vậy em hình dung bạn nam bên bển là người như thế nào? Chắc là điềm tĩnh, rồi giọng nói thì ấm áp, nhìn có vẻ chững chạc á chị. Có hình dung ra cái vóc dáng ảnh làm sao không? Chắc là không, chắc cũng cao cao. Nghe giọng hát còn biết cao luôn hả? Trời hay vậy. Giờ tới phiên mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn á chị. Nấu khá ngon, làm bánh cũng nhiều. Điểm yếu thì em hơi rụt rè trước đám đông. Với lại em rất sợ ma chị. Kiểu như là em ở nhà với anh chị em, mà anh chị em đi đâu là em cũng đi luôn, chứ em không ở nhà mình chị. Trời đất ơi, vậy em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Chiều cao khoảng 1m7 trở lên. Tại vì em 1m62 rồi. Bạn trai cao nhiêu? Dạ em cao 1m73 chị ơi. Được, dạ. Rồi gì nữa em? Đừng có gầy quá chị, nhìn không có men. Nặng nhiêu ký? Em 65kg chị. Hơi gầy hơi chị. Gầy. Dạ. Nhưng mà thà gầy đi rồi mình nuôi dễ. Em là làm nấu ăn ngon nè, làm bánh ngon nữa. Dạ. Chứ để mập mập sao dám ăn. Em quen ai em vụ mẹ tốt lắm chị. Vậy là được luôn đúng không? Dạ. Rồi gì nữa? Không có hút thuốc, không có cờ bạc. Rượu bia thì được, tại vì giao tiếp á chị. Hiểu gia đình một tí và không có chi ly trong chuyện tiền nong á chị. Em có nhậu nhẹt không em? Do công việc nên cũng chỉ biết một chút chút thôi chị. Hút thuốc? Dạ không. Chi ly? Dạ cũng không chị ơi. Anh ơi cho em hỏi xíu, anh có ghen không anh? Trong tình yêu thì đương nhiên chúng ta phải có một chút hương vị, nó gần ghen thì nó mới gọi thực sự là yêu mà. Nếu mà không có một chút nào ghen thì sẽ là những người vô tâm em ơi. Dạ em ghen lắm anh ơi. Dạ. Ghen lắm là ghen sao? Ghen cỡ nào? Ví dụ như lúc bạn cho em mượn chơi rồi chơi vô tình tin nhắn đến á chị. Tin nhắn về mà ngọt ngào cái là em ghen luôn á chị. Đôi khi ảnh đưa điện thoại em đang xóa hết tin nhắn á chị, nên em cũng ghen nữa, em nghi ngờ. Vậy thì chỉ ảnh để chị chỉ cho, chị xóa cái nào nguy hiểm thôi. Mấy cái bình thường phải để vô nhiều. Mấy người không xóa mà xóa sạch là người ta nghi đúng rồi. Dạ đúng rồi chị, em tính con nít nữa chị, ghen nhiều. Ủa vậy luôn hả? Dạ có, em nghi lắm á chị. Bạn trai, bạn gái ghen nhiều vậy em có ngại không? Dạ không chị ơi, thực ra là những người ghen họ có quan tâm, yêu thương mình họ phải ghen chứ. Mỗi ngày thì gặp nhau cái bạn gái đòi kiểm tra điện thoại của em chịu không? Cái điều đó thì nếu là mình trong sạch thì đâu có gì mà ngại gì, vàng đâu có sợ lửa đâu chị. Ồ, đâu có vàng gặp lửa vẫn chảy ra mà. Có cái gì không thích ở người bạn trai không? Bạn trai đừng có đen quá cũng đừng trắng quá, trắng nhìn công tử lắm chị. Sao khó quá vậy, đen cũng được, trắng cũng được nữa, vậy là muốn làm sao? Vừa vừa á chị, chỉ coi được là em được. Nhiều đó thôi nha. Dạ. Nghe cụ nói chị gì không? Thế mà chị thấy được là bên đó thấy được. Em đặt hết niềm tin vào chị đó. Thì bây giờ em làm sao để chị thấy được đi? So với truyền hình này, hôm nay là thực tế chị sẽ nhân nhiều. Ồ, được ha, cũng đẹp trai. Không, cái này đâu có ốm đi đâu, này là vừa người đó. Khỏe không? Dạ. Trời ơi, sao lỏng mỏng vậy? Dạ, cũng hít đó từ 50 cái chị. 50 cái? Dạ. Cô bên này cô rất là dễ thương. Dạ, em giờ cũng cảm nhận được cái điều đó. Em là kỹ sư xây dựng. Dạ. Nãy nói ở dưới Bình Dương, bên đây bạn gái ở Sài Gòn. Vậy mình hẹn hò nhau sao? Thời gian là do mình đấy chị ơi. Mà em là đi theo công trình hay là sao? Dạ, công ty của em làm cố định một chỗ. Vậy là bây giờ nếu như mà mình tiến tới hôn nhân thì bạn gái phải về Bình Dương ở hả? Cái đó cũng không hẳn. Vậy chứ sao, không lẽ chồng nơi vợ nơi? Cái đó có sao đâu, sếp em đi làm vẫn ngày 70 cây đi về có sao đâu. Vậy ai đi? Dạ ý là ý em nói là mình vẫn có thể đi được mà. Em đi. Dạ. Có cái điều gì không thích ở người phụ nữ không? Mẫu người, cái chuẩn người mình về ngoại hình thì bạn có thể là xinh xắn, mà em nghĩ bạn bên kia là vậy, vì em nghe cái giọng đó cảm nhận cái điều đó. Hay ha, bên kia nghe giọng nói thì cảm tưởng bên đây là cao, mà bên đây nghe giọng nói thì biết bên đây dễ thương. Còn đôi khi trái tim nó mách bảo chưa? Dạ. Đôi khi mình không thể dùng ánh mắt, mà mình phải dùng lý trí và trái tim, đôi khi có thể cảm nhận cái điều đó. Lành quá. Rồi. Hơn là hồi nãy khen tôi đó nha. Được lắm em ơi. Cao, đẹp trai, nói chuyện dễ thương. Rồi bây giờ em có không thích gì người phụ nữ nói anh qua anh coi coi. Người phụ nữ đó lộn thuộc. Mà gì em nữa? Nghĩ chắc bạn thì không, mà em cảm nhận được người đó. Cặp này hay lắm anh ơi. Nghe giọng ha. Không mà là đoán ha. Được hết rồi. Chào em. Anh kia anh hơi lanh chút xíu. Một người đàn ông giỏi như vậy, làm xây dựng như vậy, đi rất là nhiều. Xung quanh anh ấy rất là nhiều người đẹp. Quan trọng là tình cảm của anh ấy như thế nào thôi anh, chứ còn cám dỗ thì không có vấn đề. Không lo đúng không? Dạ không. Em thích con trai hơn con gái? Em thích con trai. Rồi. Hỏi anh hỏi đơn giản vậy thôi. Cô gái thích con trai, em thích con trai hơn con gái? Mẹ là con của mình thôi. Dạ. Cũng đơn giản luôn. Dạ. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em có đi theo, có ai đi theo em không? Dạ hôm nay có bạn thân em đi cùng ạ. Dạ em chào chương trình ạ. Rồi chào em. Em nhận xét anh ngồi bên kia như thế nào? Dạ em thấy bạn bên này thì
cũng đẹp trai, hơi khéo miệng một tí, dễ thương nữa. Bạn em thì nó rất là hiền và xinh gái, cho hai bạn quyết định hả? Cái vụ xinh gái là anh khoái rồi đó. Dạ. Rồi, hôm nay bạn trai đi với ai? Em có đi với chú. Rồi, xin chào chú. À, chào chú. À, thưa Quyền Linh, chị Cát Tường, thì qua tâm sự của hai cháu thì tôi thấy cũng rất là đồng cảm, thấy cũng đồng lòng. Nên tôi rất ủng hộ cái chương trình như thế này. Cảm ơn chú nhiều. Em chào chú đi. Nói con hỏi chú, hỏi thăm chú vài câu. Dạ, chú hiện tại đang ở Bình Dương rồi chú. Thì bà cao với con thế này, chú thì chú đang công tác cùng với lại cháu hai. Hai là người chất phát hiện này, làm ăn có trách nhiệm, cũng vừa có trách nhiệm với gia đình. Dạ, tại vì gia đình con giữa Bình Dương cũng nhiều, có dịp để con ghé chơi. Dạ. Rồi bây giờ kéo màn đi, cho hai bạn gặp mặt. Chào em. Em chào anh. Anh có món quà dành tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Trước tiên là hai người xác nhận lại có cái tưởng tượng của mình nãy giờ có phù hợp không, có đúng không? Dạ em nghĩ là mình đúng. Em cũng nghĩ đúng chị. Hay quá. Dạ anh ơi, cho em hỏi xíu là em ở quận 9 á, anh ở xa vậy, nếu mà quen thì có khó khăn trong đi lại không anh? Thế quan trọng là mình muốn cái nơi đó mình đến thì ắt cho mình cho thu xếp thời gian thôi. Anh có thích xem phim ma không ạ? Xem phim ít nhưng anh nghe chuyện ma thì nhiều. Dạ tại em thích xem phim ma lắm nên em hay rủ bạn đi. Vậy cũng giống giống nhau đấy. Thật sự thì hôm nay và chúng ta lại có cơ hội ngồi ở đây, anh cũng rất lấy làm vui và anh nghĩ đó là định mệnh đấy. Em nghĩ vậy không? Dạ đúng rồi. Nếu mà được thì anh sẽ trân trọng. À, bây giờ chúng ta bàn đến cái chuyện cưới hỏi đi bạn. Khoảng bao lâu chúng ta sẽ đến điều đó? Đối với em thì nếu như tình cảm của mình đủ lớn thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu. Em thì sao? Thì em cũng tầm 1 năm nữa anh. 1 năm nếu mà hai người xác định thì mình tiến tới hôn nhân thôi. Vậy thì có vẻ mình đồng quan điểm đấy. Dạ. Vậy thì chúng ta sẽ thuộc về nhau thôi. Dạ. Hết thời gian. Nào, hãy để tay vào nút bấm. Cảm nhận nhé. Đây, hãy suy nghĩ thật kỹ xem trái tim của mình có thổn thức chưa, có đang rung động với đối phương hay không, và quyết định. Rất nhiều người đang theo dõi các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay đi bạn, rất đẹp đôi. Hôn nhau đầu tiên. Dạ. Nắm tay nhau chưa? Dạ rồi. Hôn nhau đi bạn. Được không? Dạ được. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Các bạn có thể đi xem phim để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh Linh kêu hôn nhau, cô nói dạ thôi mà anh này hỏi hôn nha cái anh dạ được. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn đi xem phim ma vui vẻ. Cảm ơn. Rồi, nắm tay nhau thật chặt nha và dìu nhau đi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Chúng ta sẽ nghe bạn nữ giới thiệu về mình. Em tên là Hà Thu Thảo chị. Em đến từ Tây Ninh và năm nay em 25 tuổi. Và em đang sale chị, sale bảo hiểm. À, mời bạn trai. Mình tên là Phan Lý Đại Hải. Mình là quản lý nhà hàng, năm nay mình 29 tuổi. Phan Lý Đại Hải hả? Dạ. Tên nghe kêu quá nha. Quê ở đâu Hải? Quê em ở thành phố luôn ạ. Ưu điểm là gì nè? Ưu điểm của Hải thì giao tiếp tốt, hát tốt, nhảy được. Wow. Ông ấy hát bài nhảy một đoạn đi em. Hát thì em có thể hát được liền bây giờ. Nhưng thôi, mà nhảy thì chắc để dành riêng cho bạn nữ thôi. Chút nữa kéo màn lên là nhảy cho bạn nữ xem nha. Nãy giờ bạn khoe nhiều cái tốt nhưng thấy còn cái tốt nữa. Bạn ăn tốt bạn không nói nữa. Làm nhà hàng ăn dữ lắm hay sao vậy? Ủa mập lắm hả? Không có mập, vừa vừa thôi, tròn chút xíu thôi. Không ấy giờ hát đi, cứ hát đi rồi mọi chuyện bỏ qua tính sao. Hát đi. You're just too good to be true. Can't check my eye off you. I long a last love, alright, thank God I'm alive.
Ủa sao vậy? Ủa vậy rồi hả? Thôi được rồi, được rồi. Nãy giờ em nghe giọng anh Hải hát em cảm nhận như thế nào? Giọng anh ấm. Ấm hả? Dạ. Thì cũng hát tiếng Anh nhưng mà em nghe tưởng tiếng gì. Em có biết nhảy không? Dance box không? Em không biết dance box chị. Nhưng mà em nhảy được cái khác. Em nhảy cái gì được? Em nhảy sexy dance. Sexy dance. Wow, nhảy sexy dance nha. Ờ, em nhảy thấy rồi, hiện đại. Ưu điểm của em là gì nè? Ưu điểm của em là tự tin, thích năng động, thích xem đá banh nữa, cũng biết nấu ăn. Vậy là tốt rồi. Những cái mặt còn hạn chế của mình? Dạ em thì hơi nóng tính, với lại cũng khó tính nữa, với lại là cũng hung dữ. Hung dữ? Bạn nam có sợ bạn gái hơi dữ không? Dữ xong sợ, xong sợ. Cái tính như vậy thì tốt chứ gì? Ông nghe hung cái ông tốt liền à. Hồi đó giờ tôi mới thấy đàn ông nói con gái mà tính nóng hung dữ là tốt á. Bạn chọn mẫu người lý tưởng như thế nào mới phù hợp với bạn? Bạn chỉ là một người năng động, có tính cách nó hơi hướng ngoại một tí. Vậy là chắc có lẽ là hợp với bên đây rồi. Dạ hợp quá. Em rất là năng động. Có cái hình mẫu lý tưởng gì không Hải? Trước giờ em chỉ thích có một người, đó là Celine Dion. Thì một người rất là tự lập, gặp tất cả các sự cố thì họ có thể đứng ra tự giải quyết. Thì hai người chỉ hỗ trợ với nhau chứ không phải là che chở lẫn nhau. Chiều cao. Cần ngoại hình thì hướng thể thao là ok. Vậy là coi như đạt chuẩn rồi đó. Cái mẫu người lý tưởng của em sao? Tại vì em cũng cao khiêm tốn, thì muốn bạn trai cao tầm 1m7 được rồi chị. Bên kia thì chị không biết có 1m7 không, mà chị đoán có phải hơi mập đó. Đừng có ốm quá, cũng đừng có mập quá. Không, thí dụ dư dư một chút. Đừng bụng phệ quá được chị. À, bên đó có bụng phệ không? Cái này chút kiểm tra mới biết. Rồi vậy chắc có rồi quá. Rồi chưa dám nói. Thôi, còn gì nữa không em? Đừng đâu hói chị. Hả? Còn gì nữa không em? Dạ, vậy được rồi chị. Có những cái gì mà em không thích về người đàn ông không? Dạ có chị. Lăng nhăng, gia trưởng quá là em không thích. À, để dạ. Chị qua chị hỏi dạ. Thử ha. Không cũng được, không đến nổi. Hơi ấy. Hóp cái gì ông ơi, tôi mới để cái tay vô vậy không hóp vô. Dù có hóp cũng hơi rớt ra ngoài chút đỉnh. Mặt đẹp trai à, đẹp trai à. Được, được. Đẹp trai phong độ, được. Chắc được. Khỏe chứ bộ. Thôi ba phân cũng du di được, không đến nổi ha. Có gia trưởng không? Nhà thì có em với mẹ thôi, nên cũng không có gia trưởng. Có lăng nhăng không? Thường thì không. Không. Thường thì không. Bình thường thì chắc cũng có. Tại vì không có thời gian. Nếu mà có. Ủa vậy là có thời gian là có lăng nhăng hả? Trời ơi, mọi người thấy ông đi hỏi vợ, ông đi kiếm vợ mà ông trả lời vậy là trớt vớt rồi. Có điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? Nhõng nhẽo. Ủa con gái nhõng nhẽo dễ thương mà. Nhõng nhẽo tức là cần việc gì thì phải mình tự giải quyết trước. Thôi tôi không có đồng ý, tại vì phụ nữ là liễu yếu đầu tơ, chân yếu tay mềm, dù người ta có mạnh mẽ năng động cỡ nào nhưng mà nhiều khi người ta cũng muốn ổng em vô nhà đi anh. Trời ơi, cái này nhõng nhẽo cái gì mà. Cái này chảy nước luôn á chị hai. Tôi vừa thôi thí dụ, anh ơi, lấy giùm em cái ly nước đi. Cái ly nước đi. Vậy thì được chứ làm gì. Thì vậy đi. Mệt quá. Nói chung thì nói chung thì rất được. Cũng du di được. Để qua coi đàn gái sao cũng mà hơi hấp sách bên đây dữ vậy. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ. Nói chung đàn trai rất phong độ, đẹp trai, nụ cười, duyên dáng, quản lý, không có lăng nhăng. Có à, cái đó anh nói à nha. Không có thời gian, có thời gian thì có chút chút. Tôi nói đàn ông bụng bự thì sang. Dạ. Nó sang mà, ôm rồi rồi. Giống anh Quyền Linh cũng bụng bự luôn. Anh cũng bự nhưng mà anh nhờ hơi nhỏ hơn bên đàn ấy. Dạ. Anh thấy ổn đó ha. Dạ. Ổn rồi. Bữa nay mình đi có ai đi theo có chị Tường giám đốc bên em với lại chị quản lý của em và đồng nghiệp. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào tất cả các anh chị có mặt ở trong khán phòng ạ. Thấy tình hình anh bên đây được không? Với cá tính năng động, tự lập, một số yếu tố thì tương đối rồi đó. Vài điều hạn chế mà nhưng mà cũng có thể bỏ qua. Ví dụ như chiều cao, yêu cầu 1m70, 1m67 thì có thể du di được không ạ? Hồi nãy giờ cái hay của chương trình là cho cả hai bạn cảm nhận được cái cách nói ấm áp nè, hay hước, có thể là du di được đó em. Đặc biệt chị thấy giữa hai bạn là cũng có những điểm trùng hợp là cả hai bạn đều yêu thích thể thao. Thảo là một bạn rất là trách nhiệm trong công việc và đặc biệt là hướng ngoại cũng như rất là năng động. Lát nữa xem mặt thì hai bạn
sẽ có cái phản xạ tốt với nhau. Dạ. Hay quá. Cảm ơn chị. Cảm ơn sếp đi. Thôi, mình đi với ai Hải? Dạ em đi với đồng nghiệp quá. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh ạ. Đồng nghiệp sao? Người bự, người nhỏ chút xíu. Thứ nhất thì ngoại hình em cũng thấy ok. Thứ hai thì tính cách của ông Hải cũng đôi lúc thì hơi trẻ con một chút. Bạn nữ nóng tính này thì có thể ghim lại cái tính của anh Hải chút thì em nghĩ rất là hợp với nhau. Rồi, cảm ơn bạn. Đồng nghiệp mà sếp đều đồng ý. Vấn đề quan trọng là hai người cảm gặp xúc nhau của thôi. Ha. Các bạn lên đi. Cho đôi bạn trẻ gặp gỡ với nhau. Cái cặp này tôi phải bắt nhảy cho mọi người coi chứ không có vụ nhảy hai người coi riêng đâu. Dạ em chào anh. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Mày chắc sáng bưng cái bình bông ở nhà đi quá. Gì khoanh tay vậy? Lần đầu gặp chị nó hơi bối rối. Nhảy đi. Mình nhảy có cơ hội được va chạm nữa. Có thật thì anh chỉ biết nhảy theo kiểu dance box thôi, cha cha cha, hoặc là những điệu nhảy nhỏ như nhẹ như rumba thì ok. Vậy mình nhảy không cần nhạc luôn cũng được vậy anh? Cũng được luôn á. Ok, cho anh mời. Quay hả? Quay nữa không? Té luôn. Màn giao lưu xuất sắc. Chúng ta bắt đầu có 2 phút để trò chuyện với nhau. Em nghĩ sao về anh? Dạ em thấy anh ok. anh thấy sao về em? Em rất là tự tin khi nhảy sân khấu. Dạ. Anh rất thích người phụ nữ tự tin như vậy. Anh có phải là người đàn ông của gia đình không? À, dĩ nhiên chứ, người đàn ông gia đình chứ. Dạ. Chỉ cũng... làm về nhà thôi. Anh có thể phụ vợ này nọ đúng không anh? Anh nấu ăn được à. Thì những bữa ăn anh chuẩn bị được. Dạ. Những ngày nào em mệt thì anh hay nấu ăn được. Coi cái bụng ảnh kìa đó, rớt cái bụng nó kìa, hấp vô. Làm cái gì mà cứ nhìn cái khuyết điểm người ta hoài. Thấy bụng chút xíu à, chưa đâu. Một hai đứa nữa đi thấy bụng nè. Bố nói với em á, là em cưới sớm rồi làm hai ba chồng á. Có nói là tuổi nào hạp đồ gì? Tuổi tầm 27, 28 có chồng mới tốt. Rồi em muốn lấy người sinh năm nhiêu? Sinh năm 88. Hải sinh năm nhiêu? Dạ 88. Vậy được cưới luôn đi cưng. Thường thì em không tin vào bói toán lắm. Người đàn ông nếu không đủ sức giữ người phụ nữ thì hai ba chồng là chuyện hiển nhiên. Không, anh này nặng ký lắm, anh sẽ giữ nổi em đó. Hẹn hò đi, mình tính cái hẹn hò đầu tiên đi để mình... Hôm nay em có thời gian rảnh không? Dạ có anh. Trưa nay anh mời em ăn trưa được không? Dạ được. Mình phải làm bộ từ chối đi cưng, xong mình nhận lời như vậy. Lấy nhau về ai quản lý tài chính? Cái đó thì hơi khó. Thôi đó, khó rồi kìa, hỏi đi. Có thể anh tạo tài khoản, một tài khoản phụ của anh và em thì em có thể sử dụng được tài khoản của anh. Dạ. Cô này giờ gì cô cũng dạ hết trơn, cô chịu rồi, cỡ nào cô cũng dạ. Công việc của em thì thường xuyên đi gặp khách hàng á, thì anh có chấp nhận được không? Hai người tin tưởng với nhau là ok. Vì anh làm mình dễ ta, khó mình khó ta. Nhưng cẩn thận nha, ảnh có cơ hội là ảnh ngoại tình đó. Được, hết thời gian. Chúng ta cảm nhận đi các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Lắng động và lắng nghe nhịp đập của trái tim mình có thổn thức rung động gì hay chưa. Nhấn nút hẹn hò có nghĩa là gì vậy? Thôi đếm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời anh. Trời ơi, lẹ quá vậy, tôi chưa kêu nắm tay nắm luôn. Tôi chưa đếm mà anh nhấn nút rồi anh. Vậy là phạm quy đó. Chúc hai bạn sẽ tiến xa hơn. Những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà thì cầm cái nắm tay đi nhau, cho nắm bạn tay gái nhau. Được đấy, hùng gái lê hình. Bạn gái thấy sao? Điện chạy. Điện chạy. Vậy là được rồi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Tao giới thiệu đi bạn nam. Dạ tên Linh. Thưa quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Quốc Thịnh. Em người Quảng Nam. Em đang làm việc ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì bạn?
Dạ em làm bên công ty thuốc Thú Y ạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em 27 tuổi chị. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em tên là Tú Anh, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em đang làm giáo viên dạy tiếng Anh. Quê mình ở đâu em? Em ở Đắk Lắk chị. Ở Đắk Lắk, hiện giờ mình đang dạy ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Nếu mà hồi trước giờ chính thức thì hầu như là chưa chị. Chưa có. Bạn đề nghị cao quá đúng không? Hay dạ, sao? Dạ không phải, Linh ơi. Cái lúc mà người ta tới thì người ta làm quen thì mình không thấy ưng ý. Cái đến hồi người ta quay đi rồi mình tự nhiên cái mình thấy minh mấy người ta vậy đó. Xong đó, thấy chưa? Bởi vậy anh Nguyễn Linh anh hay nói nè, chị em phụ nữ mình cũng phải nắm bắt thời cơ kịp lúc. Chứ nhiều khi là nó chỉ cần trọt chút xíu thôi cái lạ đi luôn vậy đó. Dạ. Nha, lần này nếu mà cảm thấy được là mình phải chụp lấy thời cơ liền. Đó, dạ. Sơ yếu lý lịch sơ sơ về tên trường của cô gái bên kia. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, hồi cấp 3 thì em có thương một bạn học trên lớp, rồi bạn đi học đại học rồi chia tay. 5 năm sau thì em có quen một người nữa. Mà quen mấy năm? Dạ, quen thì cỡ nửa năm thôi. Thôi, bỏ qua chuyện cũ. Dạ. Bây giờ mình sẽ tìm cho mình một người phụ nữ như thế nào? Em thì chắc cũng đơn giản thôi. Cái điều mà ưu tiên nhất là sống chân thành, sống giản dị. Nói chung là cái gương mặt thì nhìn dễ thương, cười tươi. Có duyên chút, da với dáng dễ nhìn chút, không có hình xăm, nếu được không có hình xăm, không hút thuốc, uống rượu, bia, nhậu, đặc biệt là đánh bài. Dạ. Sao bạn nói toàn là trò chơi của con trai không vậy? Dạ, tại em thấy một số phụ nữ cũng có, cho nên thôi mình cứ đưa ra trước vậy cho nó chắc anh. Rồi, để chị hỏi bên đây coi, hút thuốc, xăm mình, đánh bài, em có dính cái nào không? Dạ, chắc chưa chị. Chắc chưa hả? Em nói biết hết, sẽ có. Sợ luôn em. Mình đặt ra cái chuẩn tìm một người bạn trai như thế nào? Mặc dù là em cũng không được ốm mà em lại không có thích người mà mập quá. Thứ hai là đầu không có bị hói. Sao tự nhiên em xuống tông chỗ chị, em nói lớn lên em. Dạ đầu không có bị hói, với lại là thêm cái nữa là cao hơn em xíu chị. Em muốn cao bao nhiêu? Dạ em thì 1m68 trở lên là được. Bên đây 86. Em có thích bạn trai có sở trường gì hay tài gì không? Dạ, sở trường với tài thì em nghĩ là không cần. Nhưng mà em thích người là thích tập thể dục thể thao rồi. Nên nếu mà có quen thì cũng rủ nhau đi tập thể dục thể thao vậy thôi, cho nó khỏe vậy thôi. Để hỏi ảnh thôi coi anh có thể thao không nha. Anh cao bao nhiêu? Dạ, em cao chắc đạt yêu cầu 111.5% ở bên kia. Sao tự nhiên hại não tôi chi vậy? Thì bên kia đưa 1m68 thì 100 mấy% rồi. 1m75. Rồi có chơi thể thao gì không? Em chơi cầu lông tập tành thôi. Bây giờ bạn có cái điều gì mà bạn cảm thấy không thích ở người phụ nữ không? Dạ nói không thích thì hơi ngại, nhưng mà ví dụ như mà hô sơ sơ. Là thích hô sơ sơ? Không. Tức là không thích hô. Dạ dạ, nói vậy đi cho ngắn ha. Bên đây không có hô sơ sơ, nên hô nguyên hàm. Móm móm được không? Dạ móm thì chắc có duyên hơn. Móm có duyên hơn. Bây giờ đâu hết thích hết đất thử vậy, một vài cái coi. Cứ ăn phải làm khó nhau dữ. Đâu có làm khó đâu. Tại vì bạn gái bên này chỉ thích người bạn trai có chơi thể thao. Sao quý vị? Ráng làm những vài chục cái coi. 2 3 4. Thích chất lượng ha. 6 Coi chừng cái lỗ mũi nha. 8 9. Thôi được rồi. Ổn định rồi. Khỏe. Được. Bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được, tôi gả luôn rồi đó. Dạ, nếu mà tìm hiểu mà hai bên hợp thì chắc khoảng dưới năm đi chị. Bây giờ là trong một năm là đám cưới được đúng chưa? Dạ được. Rồi, để tôi về tôi nói cho. Khỏe, cao, đẹp trai, hít đất 10 cái sát rạc. Được. Bà Mai phải làm khó quá ha. Đâu, thầy về qua đây, coi đằng nói gái thì coi sao nha em. Dạ. Trời, cô giáo dạy tiếng Anh dễ thương lắm. Oh, good morning. Dạ chưa rồi. Thì tôi mới ngủ dậy tôi tưởng là buổi sáng. Anh bên đây thì anh hơi đẹp trai chút, nói thẳng gì luôn á nha, đàn trai là hơi đẹp trai đấy. Mà thường những người mà đẹp trai á thì hay có những bóng hồng xung quanh, có ghen không? Chắc là ghen anh. Ghen, nhưng mà ví dụ là mình ghen vừa thôi, mà nếu mà người thấy người ta mà người ta mình đã thể hiện cái thái độ của mình như vậy rồi mà người ta vẫn cố tình người ta như vậy thì mình chắc là. Đặt trường hợp em thấy người yêu của em chở một cô gái đi trên đường mà cái tay để lên cái đùi, em sẽ làm gì ngay tức khắc? Chắc là em phải chạy về nhà, xong rồi ăn cơm uống nước cho bình tĩnh, rồi sau đó từ từ tính. Chứ còn nếu được cái này được. Trời
Trời hay vậy. Thấy cái này tâm lý nè. Bởi vì khi mấy cô kia thấy cái trời nhào vô cái gì vậy, sao để tay lên đùi, biết đâu cái cô kia tự nhiên chạy cô sợ cô vịn tay đùi vô tình em bắt gặp làm sao. Thí dụ vậy, mình phải về nhà bình tĩnh để giải quyết. Khó để hỏi anh coi tại nước. Sao đúng rồi tại em vì... uống nước ăn cơm tắm rửa ngủ giấc sáng mai em hỏi. Tại vì thường mà em mà bị căng thẳng là tức giận là em phải kiếm gì em ăn trước cho đỡ tức trước. Được, cô này được xử lý thì cũng rất là tốt ha. Thôi hỏi như đó cũng thấy được rồi đó, tình hình là trai tài gái sắc vô. Riêng bà Mai cái vụ ghen này phải học hỏi cô này mới được. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến tư vấn của người thân đi ha. Em gái có đi với ai không em? Dạ em đi với lại em gái ruột với lại hai đứa em làm chung chỗ. Hỏi ý kiến em gái ruột trước đi. Em chào anh Nguyễn Linh với chị Cát Tường. Chào em. Tình hình anh rể tương lai thế nào em? Em thấy anh cũng dễ thương. Về ngoại hình thì chắc là đạt rồi á. Em có yêu cầu gì anh rể tương lai không? Nếu mà làm anh rể em á thì yêu thương chị em xíu. Tại chị cũng hiền lắm, mà nói chung là siêng lắm. Sáng dậy là chạy bộ xong rồi về nấu ăn cho cả nhà, xong rồi tối đi làm về là nấu ăn cho cả nhà luôn. Ổn đấy. Được nha. Cảm ơn em gái. Người vợ lý tưởng đấy. Rồi, mình đi với ai? Dạ em đi với cô Chính. Cô Chính. Dạ. Chào cô Chính. Dạ chào cô. À, chị xin chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Theo ý kiến của cô thì cô nhìn cô thấy bé này thì cũng rất dễ thương và hiền. Và cũng có nhiều cái quan điểm này. Cô nhìn cô thấy là cũng hơi giống của cháu cô á. Thì cô cũng khuyên cháu cô thì nên hẹn hò đi rồi có thể có gì mình tìm hiểu thêm. Cảm ơn cô Chính. Khuyên em á là hẹn hò để tìm hiểu sau. Cô Chính cũng thoáng. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Cặp đôi này xứng nè. Rồi gặp đi bạn. Tặng cho anh. Em tặng cho anh Cảm ơn em. Anh là anh định mang theo quyển sách để tặng, nhưng mà vì sách rất là kén người cho nên là anh sợ rủi mà người không thích đọc sách thì nó không có ý nghĩa, cho nên là anh cuối cùng là anh tặng cái cây. Em cũng thích cây lắm, nhưng mà hy vọng là anh thích cuốn sách này. Đây là sở thích có vẻ giống nhau rồi ha. Rồi bây giờ mình cảm nhận về người đối diện lần đầu tiên gặp mặt khi mà tấm màn nhung kéo lên, thấy thế nào? Chị thấy luôn vẫn còn thấy hồi hộp. Anh thấy Tú Anh rất là dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Thực sự nếu mà được cái hiền đó là cái mà anh có vẻ là anh cảm thấy vừa ý nhất. Em thấy thì nhiều khi mình cũng không thích người ta nghĩ mình hiền quá, tại vì nếu mà người ta nghĩ mình hiền quá thì nhiều khi ăn hiếp, thì em cũng không thích. Ủa em nghĩ sao cái mặt anh vậy ăn hiếp được ai em? Em đâu biết được. Rồi bây giờ mình sẽ nói một câu nào đó từ đáy lòng của mình ha. Này mình nói theo tiếng nói của con tim, nãy giờ mình cảm nhận thế nào để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Em nói trước. Em cảm thấy thì ngoại hình đúng như em gái em nói thì nhìn dễ thương. Dạ. Em thì nghĩ là con trai dễ thương với lại có nụ cười ấm áp. Em thích con trai có nụ cười mà nhìn ấm áp vậy. Với lại về những cái quan điểm thì em thấy anh với lại em cũng có một số điểm hơi giống. Rồi bạn nam thấy thế nào? Thì để em hát một câu đi ha. Rồi. Rồi. Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê ăn. Nếu em yêu cái nồng cay thì về Quảng Nam ân tình. Rồi về miền Trung nghe mùi xôi nếp mới. Rồi về nhà anh em làm dâu nhà anh. Ôi nghèo sao cái chi răng mà rửa hỉ. Ôi nghe thương sao cái bên đi bên tê. Đất Quảng ân tình nuôi anh từ thơ bé. Đất Quảng ân tình cho anh một dáng hình và cho anh những bước chân phong trần anh mới gặp được em. Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê anh. Nếu em yêu cái mặn nồng thì làm nàng dâu quê anh. Hay
Nắm tay nguyên thế, nắm tay nguyên thế. Tay ảnh lạnh quá. Nắm tay nguyên thế. Chắc là ảnh luôn. Hình như họ quen từ bao giờ vậy? Cái nắm tay rất chặt. Ô, xứng đôi quá. Bạn gái em cảm giác thế nào? Cảm giác như thế nào? Cảm giác cũng không có xa lạ lắm, mặc dù là mới lần đầu ạ. Không có xa lạ lắm. Tức là hình như đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Trong mộng thì phải. Nào, trở về vị trí, chuẩn bị, bấm nút. Dù đã nắm tay rồi nhưng mà cũng phải làm thủ tục về ghế. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm các bạn. Nói gì nói, đây là giờ phút hết sức là thiêng liêng đối với các bạn. Nó sẽ đánh dấu một cái ngày thật ấn tượng. Và chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày này các bạn nhé. 3 2 1 Hết thời gian. Bạn gái tặng bạn trai một cuốn sách Hạnh Phúc Đích Thực. Và đây chính là Hạnh Phúc Đích Thực. Chúng ta hãy gieo mầm để tình yêu lớn mãi các bạn nhé. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Kiến Thắng. Các bạn sẽ có những buổi xem phim thật là lãng mạn để hiểu kỹ hơn. Dạ, cảm ơn. Hồi nãy nắm tay rồi, bây giờ nắm tiếp đi. Dạ, thôi, thôi, xíu rồi, nắm nhiều hơn. Không, nắm đi. Hôn nhau. Một cái hôn để kỷ niệm. Đó là thủ tục của chương trình đó bạn. Cái này chắc để sau. Không có để sau được. Bắt đầu. Hôn mà còn che lại nữa. Dạ em thấy bạn ngại quá nên che em kính lại cho bạn để ngại. À đây, quà tặng gửi cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ cảm ơn chị Tư. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ cảm ơn anh. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Mình tên là Đức Anh. Năm nay mình 48 tuổi. Hiện nay mình đang sống ở Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu lên thành phố Hồ Chí Minh anh hả? Vâng. Anh đang làm công việc gì vậy anh? Hiện nay mình đang làm quản lý bên ngành giáo dục. Rồi xin mời bạn gái bên kia. Em chào quý khán giả. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Em tên Kim Loan, 48 tuổi, quê ở Bạc Liêu. Ồ. Chị cũng 48 tuổi hả chị? Hiện nay chị đang làm hương. Chị đang làm công việc gì? Em hồi trước là thợ may, sau đó em muốn buôn bán kinh doanh tại nhà, bán ăn bán uống chị. Bán về món gì? Bán bò kho, phở bò, phở gà. Trời ơi chắc là ngon lắm á. Chị, nhưng mà 48 tuổi là sinh năm bao nhiêu? 169 chị. Anh sinh năm bao nhiêu? Mình sinh năm 68. Ủa, vậy là lớn hơn tuổi. Lớn hơn tuổi. Vậy chị gái ơi. Dạ. 48 tuổi chắc cái tuổi nó cũng vừa vừa rồi ha. Chị có thể nói một chút xíu về tình yêu của chị như thế nào mà bây giờ mới ngồi ở đây à? Em đã có gia đình mà chia tay anh. Mình có cháu, cháu rồi. Em được 3 cháu. Bao nhiêu tuổi à chị? Một cháu trai 24 với 20, cháu gái 13 tuổi. Hai trai một gái. Con lớn quá hả? Dạ. Lấy nhau được bao nhiêu năm thì mình chia tay hả chị? Bất đồng ý kiến cũng lâu lắm rồi anh Linh. Nhưng mà tại vì em thương con á nên mới kết thúc giấy tờ hẳn hồi thì 5-6 năm nay á anh. Dạ là 5-6 năm nay mình ở dậy một mình. Dạ. Dạ rồi, lý do sao chị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Tại vì con dâu á, bạn gái của con trai á. Dạ. Nó động viên, nó nói mẹ đăng ký đi, chơi về vui, thấy chương trình này cũng hay quá. Cái giờ chị con dâu thiệt là tâm lý ha. Thôi mời anh. Mình hỏi anh sẽ nói một chút xíu về đường tình của mình như thế nào anh. Mình trải qua hai mối tình và một cuộc hôn nhân. Mình cũng cái hoàn cảnh cũng gần giống bạn gái bên này. Mấy cháu rồi anh? Hai cháu. Một cháu lớn đang học đại học năm 2, một cháu học lớp 8. Hiện nay các cháu sống với mẹ. Hai đứa con cũng lớn như chứ bộ. Vâng. Không có cứu vãn gì được anh hả? Rất tiếc. Cha, hôm nay trường hợp này hơi đặc biệt nha. Thôi giờ là anh đưa ra quan điểm của mình đi. Mình sẽ tìm cho mình một cái người bạn đời thế nào để có thể đi suốt một cái chặng đường còn lại nè. Trước tiên là cái trình độ học vấn. Học vấn, anh muốn sao anh? Nghề nghiệp thì không quan trọng lắm, quan trọng là thu nhập ổn định. Anh muốn trình độ thế nào? Đại học trở lên. Ủa tại sao vậy anh? Sao phải học cao vậy anh? Cái trình độ nó liên quan rất nhiều vấn đề, trong đó có cái quan điểm sống, cái lối sống và cái lối ứng xử giữa vợ chồng và cái cư xử với hai bên gia đình. Linh nghĩ là đôi khi có những người không có trình độ đại học nhưng họ sống rất là tốt, họ sống bằng cái tâm của họ, cũng đâu có liên quan gì đến cách sống và trình độ đâu anh. Cũng có những người học rất thấp nhưng mà người ta lại là người vợ tuyệt vời. Đúng rồi, đúng rồi đó anh. Mình đồng tình. Còn bây giờ anh yêu cầu đại học thì cái trình độ mình đề nghị ra không phải là tất cả,
nó tổng hợp nhiều yếu tố, quan điểm sống và hình thức. Linh nghĩ cái quan điểm sống mới là quan trọng. Vâng vâng, có thể mình diễn đạt không đúng cái ý của mình nói. Dạ dạ. Thì anh có đưa ra cái chuẩn gì luôn không? Anh nói luôn đi, rồi để em tâm sự với chị. Mình muốn có một bé gái. Anh muốn đẻ nữa hả? Vâng. Nếu bây giờ chị ấy không đẻ được con gái, đẻ ra con trai nữa thì sao? Dĩ nhiên là được. À, cũng xin phép anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả, mình cứ chia sẻ những cái gì mình mong muốn nhất. Còn quan trọng mình có cái gì để cho đối phương nữa. Dạ. Chứ không phải mình cứ đòi hỏi là đương nhiên mình sẽ được. Đúng rồi, mình cứ nói thật hết những gì suy nghĩ thôi. Khi mà gặp nhau á, cái duyên nó sẽ xóa đi tất cả những cái yêu cầu của mình. Nãy giờ chị cũng nghe anh chia sẻ những quan điểm sống của anh. Thế giờ mình muốn mong muốn tìm một cái người để mà đi với mình cái quãng đời còn lại, thì mình muốn cái người đó như thế nào? Phải mở rộng vòng tay để dìu dắt mẹ con em vượt qua những cái khó khăn, và chia sẻ và yêu thương bảo bọc lo lắng cho em, tại vì em chưa có được chưa được chia sẻ và quan tâm. Dạ. Có lẽ chị bên kia chỉ chưa được hạnh phúc trọn vẹn. Em xin phép anh nha, em nhỏ tuổi anh nên xin phép để em qua em nói chuyện với chị chút xíu nha. Chứ không phải là mình Chào anh. Chào chị. Hồi nãy Linh trò chuyện với anh kia thì ý anh cũng muốn là chị xin cho ảnh thêm một đứa con nữa. Chị thấy sao chị? Nếu như ảnh thật sự ảnh là người tốt mà biết chia sẻ, mở rộng vòng tay, che cái tổ ấm cho em, thì cái chuyện đó em sẵn sàng, không có thành vấn đề. Những lúc buồn chị thường tâm sự với ai? Không có ai để tâm sự hết. Cái người chồng cũ có chu cấp hay là có dạy dỗ các con không chị? Dạ không chị, không có chia sẻ bất cứ một cái gì. Một mình em tội nghiệp, ba đứa con em cũng vẫn bất hạnh, thiếu sự dạy dỗ và dìu dắt của cha. Nhưng mà ba người con của chị cũng lớn rồi, có đồng quan điểm để chị bước thêm một bước nữa hay không? Nó nói miễn sao mà mẹ đừng có buồn, mẹ vui thì sao con cũng con chị, dâu đăng ký chương trình. Xin chia sẻ với chị điều đó ha. Dạ dạ. Xin xin phép nha. Dạ. Nãy giờ anh nghe chị nói cảm nhận như thế nào hả anh trai? Mình nghĩ là mình có thể chia sẻ được. Mình nghĩ là mình sẽ cố gắng. Dạ. Dạ chào anh. Chào các dạ. Anh ơi, nhưng mà điều em nói thiệt nha. Bây giờ anh cũng đã có hai cháu rồi, chị cũng có ba cháu rồi. Thì bây giờ nếu như mà mình hợp với nhau mà mình cảm thấy mình có thể san sẻ trong cuộc sống với nhau được á, nhưng mà chị không thể sanh được nữa, thì điều này nó có làm anh thay đổi quyết định của anh không? Mình nghĩ đứa con nó không phải là tất cả. Nếu sau này thành hai đứa đã có rồi, dĩ nhiên có thêm một đứa bé thì tốt hơn. Yeah. Không phải là tất cả, không phải là điều kiện tiên quyết. Được nhiều yếu tố thì tốt, còn không thì mình chấp nhận. Bởi vì chính mình cũng chia sẻ là mình thực ra mình chẳng có nhiều để cho bạn đời. Mình cũng có ít lắm. Thôi bây giờ có lẽ mình để sự tư vấn của người lớn đi chứ. Dạ. Người lớn là ai nữa, lớn hơn nữa. Anh ơi, có ai đi theo không anh? Có bạn đồng nghiệp. Dạ. Bạn đồng nghiệp. Cái cảm nhận của anh về hai người này thế nào ạ? Hy vọng là sau chương trình này hai anh chị nắm tay ầu ơ với dầu và hát được câu "Thương lắm mình ơi" là mừng lắm rồi. Rồi, chị gái bên kia chị có đi với ai không? Em đi với chị Kết Nghĩa. Dạ, chào chị ạ. À. Chào Linh với Cát Tường. Cặp này được không chị? Được, nhưng mà điều chị thấy như vậy, em đòi hỏi quá cao, đòi hỏi phải đẻ con gái, gũi đẻ con trai nữa rồi làm sao? Chị cũng muốn hai em nắm tay nhau rồi mà cuối đời rồi không còn gì nữa hết á. Giờ cuối đời rồi của chưa em cuối đâu, trời mới giữa giữa. Trời ơi, gần 50 tuổi rồi còn nữa em. 50 tuổi chưa cuối đời. Hơn nữa là người rồi còn gì nữa, mà giờ sanh đẻ nữa là chị không chịu. Nó bất hạnh lắm. Không được chồng thương rồi con thì tự lo tự nuôi không. Mà nó giỏi lắm, nấu ăn đồ ngon lắm. Thì chị thấy em cũng được, nhưng mà điều nói sanh đẻ là chị không chịu. Thôi bây giờ thôi. Thế hai anh chị anh với chị gặp nhau nha. Thật sự rồi em không có dám tư vấn cái này. Nào kéo màn lên. Xin mời anh chị. Lần đầu gặp em thấy anh thế nào? Thế anh cũng dễ gần. Anh thấy em sao? Anh cũng nghĩ thế. Dạ. Nhưng mà anh. Tính anh thì hơi kỹ tính và hơi nóng tính. Dạ. Em có như vậy không? Em hiền lành nhưng mà em cũng nóng tính. Mà em biết lắng nghe và tôn trọng. Anh thì anh nghĩ thế này. Hôm nay mình có duyên là đã được gặp. Dạ. Hai đứa hay chớp với cái cơ hội đó. Còn có thành hay không nó lại là cái nợ. Đúng không? Mình đều là những con chim đã từng gãy cánh rồi. Anh mong rằng anh và em đạt được cái mục tiêu giống như anh Quyền Linh và chị Cát Tường mong muốn. Em thì thích
thích nghe nhạc, thích đi du lịch. Giống anh. Hay anh chỉ thích nghe nhạc, hay anh hát tặng chị một bài hát gì đi. Xin hát tặng em và tặng anh chị và khán giả bài hát Triệu Đóa Hồng. Một ngôi nhà xinh anh hoa xinh, gợi trong tranh vẽ những vui buồn. Lòng anh thầm yêu cô ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng. Tặng một đài dương hoa hồng thắm cho người ca sĩ anh yêu thầm. Dạ, chị cảm nhận như thế nào chị? Anh hát hay. Chị được gì? Có thích lãng mạn không? Dạ thích, anh rất thích lãng mạn. Rất mà thích chưa lãng mạn. Được lãng mạn. Anh có thể tổ chức một buổi gặp mặt đầu tiên thật lãng mạn không anh trai? Mình nghĩ là mình có thể. Thí dụ mình hẹn hò đâu cho nó lãng mạn đi anh? Hợp phố chẳng hạn. Hợp phố là ở đâu? Ngã tư Trần Huỳnh, Lê Duẩn, thành phố Bạc Liêu. Ủa mình gặp ở bữa giữa ngã tư gì đó hả? Chỗ đó là cái gì anh? Cái quán cà phê nhạc chính. Nhưng mà như anh Quyền Linh nói thì có thể giữa đêm với 2 giờ hả? Đứng giữa ngã tư cũng được. Đúng rồi. Cũng có thể khi màn đêm vừa buông xuống, sương mờ nó bay là đà, anh đứng nghe chờ ngay ngã tư, cầm một cái bó hoa hồng chờ chị. Và chị xuất hiện đúng 12 giờ ta tặng một bó hoa, hát bài Triệu Đóa Hồng đỏ thắm. Đó là cách cũng lãng mạn đúng không anh? Rồi, thôi thế cũng cảm nhận được rất là nhiều điều rồi ha. Bây giờ anh chị suy nghĩ thật kỹ, chuyện này hết sức là quan trọng. Nó hệ trọng không chỉ riêng cuộc đời anh chị. Dạ. Mà nó còn hệ trọng đến những người con nữa. Bây giờ anh chị để tay mình nút bấm đi. Mình suy nghĩ thật kỹ. Bấm hay không bấm là quyền của anh chị. 3 2 1. Hết thời gian. Cảm ơn Quyền Linh và Cát Tường cùng với ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn quý khán giả. Tuy nhiên hai đứa mình thì cũng đã không từng thành công trong cái hôn nhân và tình yêu. Cái sự thận trọng là đôi khi cũng cần thiết. Yeah, cho nên mình nghĩ đôi khi mình có duyên rồi đó nhưng chưa có nợ. Quan trọng nhất là hôm nay mình được gặp nhau ở đây và có thể mình sẽ có một cái cơ hội khác, em và cả anh. Yeah. Xin cảm ơn. Và một điều mà Quyền Linh nghĩ rằng rất là vui nữa là hôm nay anh chị trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Bạc Liêu sẽ đi chung một chuyến xe. Biết đâu điều gì sẽ xảy ra trên chuyến xe ấy. Cũng có thể tất cả mọi điều có thể xảy ra nếu chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Gửi tặng hai anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc cho hai anh chị sớm tìm được một nửa của mình. Và đặc biệt là chị nhé. Người phụ nữ sẽ tìm được một người đàn ông sẵn sàng đón nhận mẹ con chị. Và chúc anh sẽ không ở một mình nữa mà sẽ có một người ở cạnh mình để chăm sóc chia sẻ anh nhé. Vâng, cảm ơn. Dạ.